Này còn 3 video nữa là đủ. Bố. Chị thường cái thông cái khô mà chưa khô luôn á chị Hồng. Cái thông ở dưới khó hả? Cái khô ra mà chưa khô luôn. Để rọc luôn luôn. Cái thông gì? Sao đây gì? Mới lấy hồi nãy à. Đứa hoa sầu riêng xác định này. Có đợt vừa rồi con Di đó đem sầu riêng đúng ngon luôn á trời. Hăng á. Ngon xỉu luôn. Sầu riêng này là nhà em luôn à. Không thúc. Đem ra bán đó. Người chút ác. Hả? Một quả là mấy tiền? À, sau kia tiền xe tiền đồ ra kêu người họ chở xuống tiền xe họ cho tiền chở cho nó chở 70. Họ chở tao lấy mấy trăm nữa tao tao cười sợ tao kêu bớt bớt đi để tôi lên hôm trước ai đó gửi gì cho chị đó xem kêu gửi xuống lấy 200 tôi kêu ông nậu mì để ra tao lên tao chở. Chạy từ dưới đó lên tay mà chắc 25 phút quá.
tội nghiệp con nhỏ. Nên đoàn đi đến nhà thì chịu khoảng 5 phút nữa. Ở đường Nguyễn Tường Phổ như đó thì vừa chạy vừa suy nghĩ cho mình là cái chỗ cần làm gì đó, mình đang làm cái gì vậy cho mình đang buông ra trái cây. Chứ anh em ra không. Em định để cho ông nhờ ông đi chợ mà cái thằng hàng sáng kêu là phải chợ giúp người nhờ, rất là khổ chứ. Em là trong đầu là em để cho ông chợ thôi. Chắc là để chuyện họ đi ngay đó. Không phải họ đi làm mà tới giờ đó hắn ngủ quá chị, hắn ngủ để tối sợ mắc đồ gì á. Mắc đồ hắn lấy diện đệ. Vừa đi xe, xe đến đây nữa là xe khó hay là xe dương năm á? Dương năm chị. Xe limousine rồi có hết. Ừ. Từ, bình tĩnh. Lỡ rồi. Đừng. Không dừng được. Đau quá chị. Đi đâu? Đi xe limousine thôi đi đường làm để phát cho nhau. Rồi. Tán đi mấy cục này kinh. Limousine một chiếc đó là chắc được hai mấy giường với mấy chị thuận. Còn limousine ngồi là khác nữa. Thôi đó là lâu rồi. Thôi thôi limousine giường nằm có rèm kéo là có kiểu luôn á. Có tivi của mỗi giường là một cái tivi gì đó. Ghê đấy luôn á. Từ đây về đó lắm. Xe đó thì 450. À bữa mơ ta đi lên đó, ta chơi ta đi xe đó cha cho không khỏe. À mà có máy bay đúng không? Đi máy bay sướng chừng này. Ờ, đi máy bay mấy chị đi xe rồi. Mình giá nó còn rẻ chứ. Hôm qua em định đặt vé cho má em luôn rồi. Mà ngày hôm qua đặt máy bay mình có 600 mấy nữa mấy. Rẻ lắm. Má em chịu đi. Ừ, mà đi xe đó hả? Mà cho má em còn chở sầu riêng về cho ngoài ăn nữa cái kia. Thì bữa mô lên cho ông Phúc chơi quá. Dẫn vậy đi chơi nè. Có gì đặc biệt không? Wow, phê. Sáng em ơi. Rơi mưa. Đừng bé. Xong rồi đây. Ra. Cái vừa rồi nặng cái mũi phê dễ sợ luôn. Chừng hay là đỡ. Chị cũng phải cho em đỡ chứ. Thì tất nhiên đỡ chứ. Đỡ rồi mới qua lại chứ không. Vừa đau mà vừa không đỡ nên thôi tốn tiền nữa. Rủ không ghê thôi, không đỡ được rủ. Từ, cố gắng nín thở xí đi. Rồi, làm xong. Nhẹ nhàng hết sức rồi đó. Đang nghỉ. Từ, bình tĩnh. Chưa đủ giờ. Gần hết giờ rồi. Cho có video đẹp. Chị lão hả? Có chịu có thể nào mình xỏng đồ ra? Không, nó trang mua cái khác đi để hồi. Được không ạ? Ừ.
còn lâu thôi. Đi cục trình ra. Ừ, đang làm ở nhà. Bà này đang bật phải như cái con chi ấy. Ý là bà cứ đi tùm lum cho bà. Ý là cái phòng nó nhỏ quá vậy. Vậy làm ở nhà cho nó cũng thoải mái nữa vậy. Cho chung chung với thằng Phương nữa. Nói chung á là không thích chung, cái chung chung cũng mệt nhiều cái lắm. Ừ, nhưng mà lâu lâu bác sĩ vô thì chị để cho thằng cô ngủ dẹp ghế qua vậy. Bác sĩ vô thì má tháng vô lặng lắm, nhiều khi hơn tháng không. Chỉ là chị ví dụ cái xăm này qua bên chỗ con Trang thôi, em nhận. Ví dụ mấy đứa mà nhân viên mình thì kéo nó qua đây làm được, còn khách thì thôi. Với chị cũng nhát, có con ra đây chị chỉ chỉ qua cho vui thôi chứ còn không thì thôi. Ăn uống chị mệt, không đam mê cái môn đó. Sao đang tráng đau chứ nhá, gần ấy rồi, cái cục nén trâu quá. Ráng đi, còn mấy con nữa. Ba trên lầu. Tớ nhậu không? Nhậu kháng mẹ. Nhậu vô. Chia tay. Chia tay đi. Đồ tay. À, dùng nhàn à. Nhàn có nhắn tin cho Trang à? Không. Tin gì? Tự mua cũng rủ Trang chia tay. À không. Nhà với Trang chưa kết bạn. Nhà nhắn tin nha để mời đi ăn rồi chia tay hồng hôn. Chia tay để về lấy chồng. Nhậu hả má? Trang chia tay mà đéo ai lấy. Em buôn đồ về cho xong. Nè, ý là đi cái nó răng đứa con gái. À, Trang nó bà điên sợ. Bữa thì từ đầu là 2 triệu, xong bữa nín tăng lên 3 triệu rưỡi. Cái em trả giá, em kêu là chị em đi mấy người xuống còn 1.7 triệu, chứ ok rồi. Em dẫn cả học viên em đi với lại một chị nữa. Cái chị mà hay đi với em á. Chị đi thì đăng ký thôi. Đăng ký được cái ngày nó đi. Mà chị đi, chị vô là chị vô một ngày thôi đúng không? Thì chị vô. Em vô từ ngày 6 vì em dạy học viên, kéo chị. Thì là ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9 em ở trong đó. Thì ví dụ ngày 9 là mấy giờ lại? Cả ngày luôn á, người game center nó cũng to lắm á. À, cả ngày luôn à? Ừ. Em có đồ chưa? Đồ có rồi. Có người make up chưa? Thì hồi nó tính rồi make up Sài Gòn đầy. Ý là chờ ngày 8 chị vô đi, chị vô cái rồi cái qua chỗ em ở rồi đi chung luôn. Em có thuê phòng hết rồi mà. Rồi ok. Nó là đi chung đúng không? Đối với chị em gửi thông tin qua cái chị. Ý là để hỏi thì con đến ưng đi với chị em nè để mà cái này về team thôi à, hay là về cái em khác gửi, nữa. Chị em gửi nội dung qua cho. À thôi chị em gửi qua cái rồi cháu thì. Trúng thứ mấy rồi trời. Đúng thứ bảy chủ nhật kìa. Có trúng thứ bảy nhật ngày 9 tháng 10. Hai ngày sự kiện. Ngày nó sự kiện nhiều. Ngày chính thôi tắt được rồi, 10 mấy rồi.